Xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của Villa Trần. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ bắt cá từ cái hồ ở dưới ha. Từ cái hồ dưới này mình bỏ trong cái hồ tròn, hồ đứng ở đây. Như các bạn thấy mình có vài con cá, 5-6 con cá ở đây. Và chút nữa mình sẽ cho mọi người xem mình bắt từng con cá koi. Nó giống như là ở Việt Nam kêu bằng cá chép ha. Đó, mình bắt từ cái hồ lớn đó, mình bỏ trong cái hồ bên đây, hồ đứng này, hồ tròn này có nước màu xanh xanh ở đây. Ok, bây giờ xin mời các bạn xem video này, và các bạn nhớ nếu thích video này xin mọi người cho mình một cái đăng ký kênh để ủng hộ Villa nha. Ok, mời mọi người xem. Chắc thử rồi đấy. Okay. Một con cá rất bự các bạn ơi. Nè, mình bỏ vô ha. Wow. Đỏ quá. I can't do that. Ok. Không nó vô luôn. Đừng làm hao đúa rồi mình đúa nhá. No. Can I hold this one? Can I stop it? Yeah. Ok, là 12 con cá các bạn ơi. Vui quá. Wow. Bự quá các bạn ơi. Mời mời tí nhé. I'm caught. Yeah. I'm scared it's gonna jump on me. Wait, I see one. Yeah, I see one right there. I think so. You saw some here too. Okay. Oh. Oh. Oh my god. Yeah. Yeah, I'm scared. Ayoy. Scared me. Oh, finally. Oh my. Wow. Ba con nữa. I'm scared. Yeah, coming. Mama. Sat there. Sat. Look cool. 35. Ooh. Oh, oh my god. That's out. That's a lot. I can zoom. Con này đẹp này. It's nice. Ooh. Nice color. Yeah, oh. Ooh, so much fish. Huh? With my glasses? Ooh. Oh, it's a big one. Bro. 49. Oh, I'm scared. Đây là cá lau kiếng các bạn. Cá lau kiếng này. Cái này mình để cho nó lau cái hồ ha. Oh my god. Big one. Chán lắm. Đặt đó vô đây cái nữa, đặt cho. Yeah. Over there. Cái đây cờ lạp quá rồi. Đó. Đây là cá lau kiếng, các bạn thấy cá lau kiếng không? Nó
nó đang lao kiến nè. Ở trong kia là cá khoi á, mình mới sang là tất cả là 55 con cá ha, 55 con cá khoi đó các bạn, nhìn rất là đẹp. Wow, look cool. Yup, I like it. Nè, nhìn một bên đi. Wow. Like it? Yeah. Ok, bây giờ mình đã sang được 55, 56 con cá khoi và hai con cá lao kiến từ cái hồ lớn đó, mình sang qua cái hồ tròn này. Hồ này nó không phải bằng kiến nha các bạn, nó là bằng khuya lịch á, kêu bằng khuya lịch giống như cái gì đó, nó không phải là kiến giống như cái mũ, kêu bằng giống như là plastic giống gì đó, khuya lịch đó. Và mình sang qua xong mình sẽ trồng cái sen với lại mình trồng sen ở trong hồ lớn đó, xong là mình sẽ chuyển nước từ cái hồ mình trồng sen bơm vô cái hồ cá này, và hồ cá này sẽ chuyển nước xuống cái hồ sen lại. Mình muốn sử dụng cái hồ sen đó để làm filter, và mình không cần xài cái filter nữa, tại vì nếu mà mình trồng sen mấy cái chất phèn ở trong nước nó sẽ khử ra cái chất phèn và nước nó sẽ làm sạch. Sau đó mình bơm vô cái hồ cá và mình sẽ lấy những cái chất cái phân cá từ cái hồ này sẽ bơm ra hồ sen, nó sẽ nuôi cho làm cho hồ sen nó tốt hơn. Ok, bây giờ mình xin dừng lại đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu mọi người thích, xin mọi người cho mình một cái like hoặc đăng ký kênh ủng hộ Villa nha. Các bạn thấy không, một cá lao kiến nó đang lao kiến ở đây, rất nhìn rất là đẹp đó. Và chút nữa mình sẽ thêm vài cái oxy để cá nó tốt hơn ha. Rồi, xin chào các bạn ở đây, bye bye.